Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, buổi sáng hôm nay Trường Nguyễn đang ở Việt Nam, thành phố Yên Bái. Và vừa qua thì chúng tôi cũng được biết là bên phía anh em của chúng tôi ở nước ngoài cũng rất là mong muốn được trở về Việt Nam sau 2 năm đại dịch Covid, nhưng mà việc đó lần lượt cũng sẽ được thực hiện trở về. Ở đầu dây bên kia thì chúng tôi có anh Peter Nguyễn, hiện đang ở là San Diego, miền Nam California. Xin chào anh Peter ạ. Vâng, chào xin chào anh Nguyễn, chào Việt Nam, chào Yên Bái, chào Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn anh. Câu chuyện mà hôm nay anh em mình muốn chia sẻ một chút là với chủ đề là, thưa anh Peter, vừa qua là được biết là bên chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã công nhận cái ngày gọi là ngày tiếng Việt, ngày tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài, tức là cái ngày đó là ngày mùng 8 tháng 9, thưa anh, tức là trong cái phạm vi là tiếng Việt của chúng ta ở nước ngoài, như mọi người cũng biết là đây là một trong những cái chủ trương lớn của nhà nước Việt Nam là phải công nhận cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta ở nước ngoài là một cái ngày đáng được vinh danh. Đó là ngày, chúng tôi xin nhắc lại, là ngày mùng 8 tháng 9. Trong cái dịp này thì tôi muốn chia sẻ, lắng nghe tiếng nói của những kiều bào của chúng ta ở nước ngoài, nhất là cái ở địa bàn nước Mỹ, nơi mà có một cái cộng đồng người Việt Nam sinh sống cũng rất là đông đảo, nhưng đồng thời cũng có nhiều những cái ý kiến trái chiều về cái vấn đề chính kiến của họ về vấn đề chính trị nói chung. Nhưng mà ở đây thì chúng ta bàn về vấn đề văn hóa. Ở đây thì vừa qua thì cũng tôi được một phóng viên ở trong nước cũng đặt những cái câu hỏi liên quan tới về văn hóa, thì chúng tôi cũng muốn xin mở rộng cái đề tài mà người phóng viên này nêu ra để chúng ta có cơ hội chia sẻ suy nghĩ. Lần này thì người khách đầu tiên của chúng ta đó là anh Peter Nguyễn. Thưa anh Peter Nguyễn, thì cái bạn bè, cái câu hỏi mà được phóng viên nêu ra như sau, thì xin anh có thể chia sẻ nhé. Câu thứ nhất là bạn bè quốc tế nói chung và ở Mỹ, kiều bào Mỹ quan tâm như thế nào về vấn đề văn hóa Việt Nam? Xin mời anh có thể chia sẻ suy nghĩ của anh qua cái câu hỏi này ạ. Vâng, cảm ơn Trường. Tôi rất là vinh dự là được làm người đầu tiên nói về cái chủ đề này. Thì thưa anh, tôi lấy làm rất là thích thú khi tôi nghe thấy là ngày 8 tháng 9 này là mình sẽ có cái ngày, dùng cái ngày này là cái ngày vinh danh tiếng Việt, tôn vinh tiếng Việt ạ. Vâng, tôn vinh tiếng Việt. Với tôi đó là một điều tôi rất thích thú. Thì tôi sống ở xa Việt Nam từ năm 1975, vì rất nhiều lý do. Đến giờ này tôi nghĩ là tôi nói riêng cái phần tôi thì tôi nói tiếng Việt Nam giỏi hơn ngày, vẫn giỏi như ngày nào, mặc dù tôi đã trong một khoảng thời gian rất là lâu mình đã làm việc ở trong cái hệ thống của người Mỹ, và coi như là những giờ làm việc là mình không có được nói câu tiếng Việt nào cả, mình không bao giờ nói câu tiếng Việt nào cả. Nhưng mà ở trong khoảng thời gian rất dài như vậy, 4-7 năm, thì cũng như là một tình cờ, một sắp đặt rất là tình cờ, là đầu tiên là tôi giao hẹn với cô vợ tôi, mấy đứa trẻ con khi nó còn bé, từ bao nhiêu năm trước rồi, là tôi rất là quý tiếng Việt, và cái tiếng Việt của tôi là tôi để dành lại để mình nói về những cái chuyện mà yêu thương, thông cảm. Còn ở trong cuộc sống mà khi nào mà mình có cái vấn đề gì mà phải bàn cãi,
hay là tranh cãi thì mình đồng ý với nhau là mình dùng tiếng Mỹ. Mình thử ra, và cái điều đó tôi đã áp dụng rất là lâu, thì nó được một cái là mình sống ở đây, đặc biệt là dân người mình, người Cali, cái tiếng Việt của mình tối thiểu ra là từ năm 1980 tới bây giờ, tới ngày tới bây giờ, trên báo chí, trên truyền thông, trên TV, trên radio, nhiều khi cái tiếng Việt Nam mình bị dùng rất là nặng nề. Và cái điều đó làm tôi rất là đau lòng, tại vì tôi rất quý tiếng Việt Nam. Tôi mỗi lần tiếng Việt Nam của tôi dùng là trong mình chỉ dùng trong những trạng thái, trong những tình huống, trạng thái, những cái giây phút mà yêu thương. Thành ra khi tôi nghe được đấy là mình dùng cái vinh danh tiếng Việt, thì tôi đó là một điều rất là quý. Và tôi nghĩ cái điều này á là cái điều tôi hy vọng đó là mình sẽ kiều bào mình ngoài này, vì có cái dịp này thì thực ra mình sẽ cải thiện cái tiếng Việt mình hơn, cái tiếng Việt của mình. Tại vì ngày nào với tôi nghĩa ngày nào mình còn nói tiếng Việt, ngày đó mình còn biết mình là người Việt Nam. Và riêng cái phần tôi đến bây giờ, sau một thời gian rất là dài, con tôi sinh ở bên này, cháu của tôi sinh bên này, được một cái may đó là khi mà chúng nó, con tôi và ngay cả cháu tôi, những đứa trẻ con nó bây giờ mới chỉ có 5-7 tuổi thôi, nói chuyện với chúng tôi là dùng hoàn toàn tiếng Việt Nam. Tôi có bảo là lúc nào mà tại vì tôi học, lúc nào mà nó buột miệng nó nói của tiếng Mỹ, nó nói tiếng ông ngoại không nghe không hiểu đâu, thì từ giờ nó là cố gắng nói tiếng Việt Nam. Thì từ đó với tôi nó có điều rất là thích thú, tại vì ngày nào mình còn dùng tiếng Việt một cách trong sáng, một cách yêu mến, thì ngày đó mình còn một sợi dây nối kết nối Việt Nam, mình còn yêu mến Việt Nam. Đấy là cái sự suy nghĩ của mình ở tối ngày hôm nay. Dạ vâng. Như người ta vẫn có cái câu là mình không biết xuất phát từ đâu, đó là cái câu tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Tức là bây giờ tiếng Việt bây giờ vươn ra nước ngoài, văn hóa mặc dù là nó không giống hoặc là không đầy đủ phong phú như ở trong nước, nhưng mà bây giờ là ở các nước khác người ta cũng đã chú tâm về vấn đề tiếng Việt và cũng học hỏi, và bây giờ cái việc đi ra đi vào giữa trong và ngoài nước nó không còn khó khăn như hồi xưa nữa. Kể cả các em thế hệ thứ 2, thứ 3 ở trong nước đi ra ngoài với cái dạng mà đi du học sinh hoặc là đi tìm công ăn việc làm, đời sống tốt, nhưng mà họ vẫn xem cái gốc Việt Nam là cái nơi trở về, một cái nơi mà không phải là ra đi để đoạn tuyệt giống như cái thời 75 của anh nữa. Thì cái văn hóa thông qua cái ngôn ngữ tiếng Việt đó, nhất là ở cái địa bàn mà hợp chủng quốc như Hoa Kỳ, người ta vẫn có những cái cách mà sinh hoạt riêng theo từng cái cộng đồng đó anh. Tức là cộng đồng Thái Lan, cộng đồng Campuchia, Hàn Quốc hay là những cộng đồng thiểu số, họ vẫn quy tụ với nhau để sống thành một cái tập thể. Riêng người Việt Nam thì cái sức gọi là lan tỏa những cái ngôn ngữ tiếng Việt thì bây giờ người ta tập trung vào cái khu vực đông dân cư người Việt Nam, như là ở Nam California của anh này, hoặc như là miền Bắc California, San Jose, hoặc là cộng đồng ở Houston và những nơi khác. Ở nơi nào có người Việt Nam đông thì nơi đó có tiếng Việt và có cái sinh hoạt văn hóa người Việt Nam. Và cái sức tồn tại của cái ngôn ngữ cũng đồng thời trong bàn bạc ở trong cái sinh hoạt đời sống ấy, thì nó cũng nhiều hơn thế nữa. Nhiều mặt, ví dụ như về mặt kinh tế, về mặt sinh hoạt gia đình, rồi trong cộng đồng, rồi phong tục tập quán, rồi những cái vấn đề luật pháp nó cũng ảnh hưởng. Ví dụ như mình có những cái thói quen sống ở Việt Nam mang qua thì cũng phải tuân thủ theo cái luật định của nước sở tại, đúng không anh? Bây giờ nói một cái câu hỏi cụ thể. Trong sinh hoạt đời sống của gia đình anh, như anh nói là có thế hệ anh, con và cháu nữa, thì trong những cái nét văn hóa gì nó tác động, nó văn hóa Việt Nam á, nó vẫn còn tồn tại ở trong gia đình anh qua những cái sinh hoạt trong gia đình, xin anh có thể chia sẻ. Cái điều đầu tiên mà nó còn mà nó vẫn còn tồn tại cái tính chất văn hóa Việt Nam trong gia đình của mình, ở cái thế hệ con mình và thế hệ cháu mình, là các em và các cháu nó cố tình, nó cố gắng khi mà nó
liên hệ với nhau thì bằng tiếng Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một cái điều mà chúng mình phải cố gắng duy trì. Mình chỉ sợ ở đây, mình chỉ sợ con mình không được nói tiếng Việt Nam được, chứ còn mình đừng ngại nữa là nó sẽ nói tiếng Mỹ dở. Nó sinh ở đây nó nói tiếng Mỹ rất là hay mình nhiều. Thế còn trong cái vấn đề sinh hoạt gia đình, như là ăn uống, những cái tập tục văn hóa, anh có còn duy trì những cái nét văn hóa giống như trước năm 75 mà anh đã hấp thụ, hoặc là những lần về Việt Nam anh có tham gia không? Tại vì em thấy là trong nhà anh là treo rất nhiều những cái câu chuyện, những câu vế, câu đối khi anh về Việt Nam, hoặc là những món quà Việt Nam, thì các cháu nó có vẫn tiếp xúc với những cái gọi là hình ảnh Việt Nam đó thông qua đó hay không ạ? À? Tôi thấy như riêng phần nhà tôi, và tôi đã nhìn thấy rất nhiều nhà khác, những đứa trẻ con mà mỗi lần mà nó nói như Việt Nam, như riêng ở phần nhà tôi thì là các em nó rất là thích thú khi mà nó có dịp nó nói về Việt Nam. Chẳng hạn như là như năm nay là đáng lẽ là cả nhà bao rất nhiều người, 10 người kéo nhau về Việt Nam, nhưng mà chưa rõ ràng, thành thử là chỉ có được một số người về thôi, chứ còn đáng lẽ là năm nay là các em và các cháu nó sẽ về Việt Nam. Nhưng mà ý là tôi nói thế này, tôi nghĩ là ngày nào chúng mình còn dùng một tiếng Việt Nam trong cái giao tiếp thì ngày đó mình còn giữ được cái bà, mình còn có một cái sự liên kết cụ thể mật thiết với Việt Nam. Với tôi anh kêu là cố quốc, còn với các em các cháu nó biết là nó là một, nó có nơi đó là cái nơi mà ông bà bố mẹ cũng sinh ra là lớn lên, mà cái tiếng nói đó bây giờ nó vẫn còn và đó là, và Việt Nam đó là một cái nền văn hóa rất là cũ, rất là dày và rất là giàu có. Cái ngôn ngữ và cái văn hóa Việt Nam ở đất Mỹ này, nhất đặc biệt là ở Cali này, mình nó đi sâu vào xã hội rất là nhiều. Bây giờ chẳng hạn như ở Cali này á, ai mà muốn, những đặc biệt là những người Việt Nam mình chẳng hạn, bây giờ mình muốn đi bằng lái xe, họ có cái phần đi bằng lái xe bằng tiếng Việt Nam. Đi bầu, mình đã có phiếu đi bầu bằng tiếng Việt Nam. Tức là đặc biệt là Cali, họ phải là họ rất là khuyến khích cái nền văn hóa, khuyến khích cho cái nền văn hóa của những dân tộc thiểu số họ được phát triển. Và ở Cali này đó, tức là tôi thấy là tôi nhìn những cái chữ, những cái văn bản mà trên của chính phủ Cali họ phát ra đó, thì chữ Việt Nam, tiếng nói Việt Nam là một tiếng nói rất là mạnh. Mặc dù mình ở đây không được bao lâu, nhưng mà có lẽ là tại vì cái người mình nó đông thì, và cái sinh hoạt của mình nó mạnh dữ ra, thì văn hóa Việt Nam mình được duy trì rất là tốt. Chỉ có cái điều đáng tiếc là những cái sinh hoạt văn hóa riêng của mình thì nó có bị nhuốm. Dạ vâng, em là cái đó mình sẽ tới cái phần đó anh ạ. Ở đây như vậy là cái câu mà trả lời và chia sẻ của anh với cái sự nêu ra của phóng viên ở trong nước đó là bên nước Mỹ họ quan tâm gì vấn đề văn hóa Việt Nam, và người Việt Nam mình quan tâm gì đến văn hóa Việt Nam, thì như câu anh nói là họ đã chú trọng vào trong cái gọi là cái số lượng người Việt Nam sinh sống ở đó, cho nên họ đặt cái ưu tiên, đúng không anh? Ví dụ như là họ có nào là những cái giấy tờ, rồi những cái văn bản hành chính, họ có đều sử dụng cái ngôn ngữ, trong đó ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Campuchia, Thái Lan, tiếng Nhật gì đấy, họ đều có, và ngôn ngữ Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam thì coi như là sử dụng, kể cả trong những cái mùa tranh cử. Tại vì đối với Việt Nam mình là cái đơn vị mà gọi là cử tri Việt Nam cũng thành một cái lực lượng lớn, đúng không ạ? Cho nên là họ làm sao để cái ngôn ngữ nó thông hiểu thôi. Cho nên họ chọn cái ngôn của tiếng Việt để cho việc người Việt Nam mình dễ hiểu để bầu cử. Và họ có một cái túc số về cái vấn đề số cử tri đó. Rất là một cái cử tri, cái số lượng người Việt Nam là cũng là đáng kể lắm, phải không ạ? Như vậy là cái sự bàn bạc trong cái cuộc sống ở như là ở San Diego của anh chẳng hạn, nhà hàng cũng là bằng tiếng Việt hết. Rồi xong rồi biển hiệu của mình, phở, rồi các món ăn trong ẩm thực
ra ngoài công chúng là cũng đều có hết. Nhiều người còn nói là sống ở Lido Sài Gòn không cần thiết phải biết tiếng Anh vẫn cũng có thể sống được, bởi vì cái cộng đồng đó nó tự nuôi sống với nhau, đúng không ạ? Mặc dù là ở nơi xa có thể họ còn cho em biết là bây giờ về Bonsa hay là về San Diego hay là San Jose là nó là cái nơi mà rất nhiều cái điểm du lịch vui nhất và có nhiều món ăn đặc thù nhất ở Việt Nam mang qua. Tới bây giờ ở Việt Nam có món gì là các ông bà chủ nhà hàng bên đó là đều mở ra hết và rất là đông khách, đúng không ạ? Cho nên là chính vì thế chúng ta nói là văn hóa nó đi vào trong đời sống, không những về ngôn ngữ đâu mà còn về ẩm thực rồi cảnh quan nữa. Khi mà em trở về thăm gia đình ở bên Mỹ, em về Bonsa thì em thấy là tất cả những cái hình ảnh gì Việt Nam có không phải là con trâu cái cày đâu, mà là những cái nét văn hóa địa phương đều được mang về hết để mà trưng bày ở trong cái những cái nhà hàng hoặc là những cái nhà riêng như em vừa mới nói đó. Nhà anh Peter là cũng đầy những cái vật gọi là hình ảnh quà cáp mang từ Việt Nam qua. Câu hỏi tiếp theo như anh đang muốn trình bày đó là nhưng cái trong cái văn hóa đặc thù đó mà mình thấy bàn bạc văn hóa Việt Nam đó thì nó cũng mang một cái màu sắc gì đó theo cái nhãn quan của cái tập thể người đó. Xin anh cho biết là cái ảnh hưởng chính trị nó có tác động đến cái đời sống của người dân ở nước ngoài hay không, trong cái địa bàn nhất là ở Mỹ nói riêng ạ? Anh thì tại vì cái màu cái văn hóa của mình, văn hóa của người Việt Kiều Mỹ ở trên Cali này, ở trên đất Mỹ này, đa phần nó là một cái kết quả của một cuộc chiến tranh. Anh thử ra những cái ngôn ngữ, những hình ảnh ở trong đó mình vẫn còn nhìn thấy, vẫn còn nghe thấy cái âm hưởng của chiến tranh. Nhưng mà rồi tôi nghĩ là thời gian là một cái chất cường toan rất là nhiệm màu, nó sẽ làm phai mờ đi những cái oan trái, oan nghiệt của chiến tranh. Cái cụ thể anh Peter, cái cụ thể cái gọi là tác động ảnh hưởng chính trị đó như thế nào, qua những cái hình thức, qua những cái việc gì thưa anh? Những cái lời ngôn ngữ nó không có được trau chuốt, không được nhẹ nhàng, nó không được không có nhiều yêu thương. Những cái cử chỉ không phải là những cái cử chỉ của người Việt Nam trong lúc bình thường. Và với tôi đó thì đó là một điều rất là đáng tiếc, một cái giá phải trả. Tại vì mình là sản phẩm của một cuộc chiến tranh, mà nó khi mà cái chiến tranh nó chấm dứt thì nhất là đặc biệt là cái cuộc chiến tranh đó của người Mỹ nhúng tay vào, rồi mình lại ở nước Mỹ, nó thành thử ra cái tầm nhìn, cái góc nhìn của mình bao giờ nó cũng bị gãy, bị khúc xạ, là khúc xạ rất là cao. Và nó ảnh hưởng đến những cái lời ăn tiếng nói của mình, cử chỉ, những hành động của mình. Nhưng tôi tin rằng thời gian là phun thuốc rất là nhiều màu để xóa tan những cái góc cạnh khó khăn của những cái góc cạnh sắc đá của sắc bén của ngôn ngữ và văn hóa của mình. Tôi nghĩ là càng ngày, nhất là những người Việt Nam mình đã từ lâu đã được, có rất nhiều người qua bên này không, và rất đi theo những cái nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như định cư, chẳng hạn như đi du học, chẳng hạn như thành lập gia đình, chẳng hạn như đi tìm cuộc sống mới. Và những người mới thì mang theo cái văn hóa mới, mang theo cái ngôn ngữ mới và mang theo cái cách sống mới. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà ông Phạm Minh Chính thì vừa rồi đó, ông ấy đề nghị chính phủ Hoa Kỳ là nên xét Việt Nam, bỏ Việt Nam vào để người bạn, để nghiên cứu mình biến thành một cái dân tộc thiểu số đất Mỹ. Tại vì Việt Nam thực sự đã chiếm giữ một phần linh hồn của đất Mỹ.
Và tôi nghĩ cái điều mà dùng cái ngày dùng ngày 8 tháng 9 này để là một ngày tôn vinh một thứ Việt Nam, văn hóa Việt Nam, đó là một cái điều rất là tốt. Và nếu khi mà từ giờ trở về sau mà hai cái điều đó nó song hành với nhau, Việt Nam là một dân tộc thiểu số trên đất Mỹ, và mình đã có một cái ngôn ngữ, một nền văn hóa đặc thù của mình, thì nó sẽ làm cho cái cộng đồng Việt Nam mình càng ngày càng có một cái giá trị rất là đặc biệt và khác hẳn với những cộng đồng khác. Và tại vì người Việt Nam mình, Việt Nam mình là, Việt Nam là một cái một quốc gia, một cái nền văn hóa mà họ là có một sự liên kết rất là chặt chẽ, mà máu thịt và rất là chặt chẽ và là giá trị lên mình. Dạ. Dạ vâng, thưa anh Peter, chiến tranh thì đã lùi xa gần nửa thế kỷ rồi, từ tính từ năm 75 ngày thống nhất đất nước, nhưng mà cái như anh nói là cái di sản chiến tranh, cái tâm lý vẫn còn đâu đó còn rơi rớt, nhất là cái một số đối với lại một số những người mà bên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây họ rời nước ra đi đó, thế hệ đó giờ cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà đâu đó thì cũng vẫn còn những cái suy nghĩ, nhiều người cũng chưa từng về lại Việt Nam từ đó đến nay đâu. Mặc dù hiện nay thì những cái luồng thông tin khác nhau và rất là phong phú thông qua mạng internet, báo chí, nhưng mà theo cái đánh giá của tôi đó là tôi biết là nhiều người cũng không tiếp cận những cái chuyện đó. Cho nên trong cái suy nghĩ của họ là lúc nào Việt Nam cũng dừng lại từ ngày 30 tháng 4 và chỗ về trước đối với họ là như thế này, và đối với sau họ không quan tâm. Hoặc là những thông tin mà họ đón nhận được thì nó cũng đã được filter rồi, tức là nó đã được lọc đãi qua cái nhãn quan của những cái tổ chức chống cộng, hoặc là cái định kiến họ có sẵn. Họ nhìn những cái vấn đề phát triển Việt Nam họ cũng vẫn soi chiếu dưới một cái góc nhìn rất là có định kiến, thiếu thiện chí, khe khắt vân vân. Cho nên là nó vẫn còn tồn đọng những cái vấn đề mà có thể nói là nó không được thiện chí, thoải mái khi cái cuộc mà trở về trong suy nghĩ của họ nhé. Còn thế hệ trẻ thì bây giờ nó đã thay đổi rồi. Riêng tôi được biết là anh Peter cũng tham gia vào trong cái tổ chức mà gọi là để mà xây dựng cái sự hòa bình cho Việt Nam của tổ chức người Mỹ ấy. Tổ chức đó tên gì thưa anh? Ồ, cái đó là cựu quân nhân vì hòa bình. À, Veterans for Peace, right? Tức là những cựu chiến binh cho hòa bình. Và anh sinh hoạt trong đó rất lâu, anh cũng đã theo những cái đoàn cựu chiến binh cho hòa bình đó về Việt Nam. Thì anh thấy cái suy nghĩ của người Mỹ đối với lại cái cuộc chiến tranh Việt Nam cho tới thời điểm này, tức là tất nhiên là trong một cái bộ phận tổ chức của cái hội Veterans for Peace, tức là hội cựu chiến binh cho hòa bình như anh tham gia thôi, chứ không có thể nói là đại diện cho tất cả người Mỹ đâu. Thì cái quan sát của anh với cái những cái ghi nhận của anh về cái suy nghĩ của họ như thế nào đối với Việt Nam và cuộc chiến tranh Việt Nam đã đi qua? Thưa anh, thì rõ ràng đó là sau chiến tranh đó thì là người Mỹ bước ra khỏi Việt Nam với một cái cách người lính bại trận. Thì cái người lính bại trận thì bao giờ họ cũng có rất nhiều những cái trăn trở, những cái khúc mắc của họ. Được một cái may là người Mỹ họ có những cái phản tính rất là hay. Họ hiểu trong những cuộc chiến tranh thì chỉ có một cuộc chiến tranh mà người Mỹ họ làm ra ở Việt Nam thì người Mỹ họ hiểu đó là một sự rất là sai lầm về cách mạng. Tháng tư vừa rồi tôi có được về Washington DC, tôi có đi đến đi đến bức tường đá đen, nơi đó họ ghi khắc tên 50 mấy ngàn tên người lính đã chết. Tôi nghĩ cái hành động đó là cái hành động giản dị nhất để họ nói rằng thì là đây là một cái cuộc chiến rất là sai lầm. Đấy là về phương diện đại thể, còn về cá nhân thì thật sự là riêng cái phần tôi thì tôi chưa bao giờ tôi nghe thấy bất cứ một người nào người Mỹ, đặc biệt là những người cựu quân nhân, từ người lớn đến người nhỏ. Tôi được may mắn, tôi làm việc với mình rất nhiều, từ những người làm những công việc rất là quan trọng ở trong bộ máy chính quyền thành phố của nơi tôi ở đến
thiết ba. Được một cái may thì tôi thấy là mỗi lần tôi nghe người ta nói Việt Nam chỉ có tôi đó, thì họ nói bằng giọng rất là kính trọng. Thì tôi nghĩ từ đó thành thử ra mình mới có những câu chuyện của những ông đại sứ về Việt Nam làm việc này việc kia, những người câu chuyện rất là cảm động của những người lính thường, của những người cựu quân nhân. Đến khi mà họ về hưu thì rồi họ về Việt Nam, họ làm việc được từng này từng kia để họ tìm lại cái niềm cái hòa bình cho riêng họ. Và những chỉ có những người đó thì họ mới có tác động lên những cái cuộc sống của viên chức Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là những cái phản Việt Nam mình, như ai nói, như ông đại sứ nào cũng nói là Việt Nam không phải là chiến tranh, Việt Nam đó là nền văn hóa. Tôi nghĩ là cái bây giờ, đặc biệt là bây giờ, tôi nhìn như mấy ông tổng thống của Hoa Kỳ kể từ thời ông tổng thống Clinton tới bây giờ, mọi ông tổng thống, mọi người bộ trưởng quốc phòng, mọi người bộ trưởng bộ thương mại, họ đều rất là kính trọng Việt Nam. Điều đó làm tôi rất là mừng rỡ. Và nhờ những hành động đó, và tôi nghĩ là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cộng đồng Việt Nam mình. Rõ ràng là trong những năm vừa qua, trong những thời gian rất là gần đây, những cái hoạt động thù ghét, hận thù chống đối Việt Nam, chống phá Việt Nam có ở trong cái cộng đồng Việt Nam, mà cho những người Việt kiều thì càng ngày nó càng có yếu đi. Quay đi còn lại cũng chỉ bao nhiêu đó khuôn mặt, quay đi còn lại cũng chỉ bao nhiêu đó tiếng nói và những bao nhiêu đó lập luận, không có cái gì mới cả. Còn trong cái đó những cái người mới qua sau này họ đã hòa huyết vào cái cộng đồng này, họ đã làm cho cộng đồng này có một cái tiếng nói nó văn minh hơn, văn hóa hơn. Và tôi nghĩ, hy vọng kể từ giờ trở đi, những người Việt kiều ở đây sẽ bằng cái ngành cái khác làm việc với cái dòng chính, sinh hoạt dòng chính của chính phủ Hoa Kỳ. Và hai cái tập thể đó sẽ giúp người Mỹ với người Việt Nam càng ngày càng, bây giờ nó đã gần rồi, nhưng mà càng ngày với thời gian thì cái mối giao dịch về văn hóa sẽ càng được tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam đối với người Mỹ bây giờ là những cái gì rất là quen thuộc từ thức ăn, nơi du lịch. Tôi thấy những người Mỹ, mấy đứa trẻ nó đi chơi, tôi thấy mấy đứa trẻ con nó đi Việt Nam về, tôi thấy 10 người nó đi Việt Nam về thì đặc biệt là con trai nó cũng phải rất là thích, con gái thì nó nhỏ nhỏ, phụ nữ thì nó cũng thích rồi, nhưng mà nó thích được con trai. Dạ vâng, anh Peter Nguyễn ạ. Rất cảm ơn anh chia sẻ. Chúng tôi đang nói chuyện với anh Peter Nguyễn đang ở California, ở vùng miền Nam San Diego, thành phố tuyệt vời, rất là đẹp. Chúng tôi còn thêm hai cái câu hỏi nữa, và chúng tôi xin mong quý vị tiếp tục lắng nghe chia sẻ của anh em chúng tôi qua cái chủ đề mà tôi đã nêu lên lúc đầu, đó là cái văn hóa Việt Nam đưa ra thế giới như thế nào, và quan tâm của người Việt ở hải ngoại ra sao, và cộng đồng người Mỹ, chính quyền Mỹ nghĩ như thế nào về người Việt Nam. Xin mời quý vị lắng nghe tiếp phần sau nhé. Yêu thương tổ quốc của tôi.
gốc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày